đã đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm vui, mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Dĩ nhiên vẫn là như cũ, luật chơi là một người chơi bên đây hát và nhân vật bí ẩn bên đây song ca. Nhiệm vụ của người chơi là tìm ra danh tính của nhân vật bí ẩn, vì tất cả đều thân quen. Ngày nay chúng tôi sẽ mời đến đây một cô bé trẻ trung xinh xắn, xin giới thiệu đến quý vị Thương Võ. Chào em. Dạ. Thì mọi người cũng biết em hát mấy bài nhạc trẻ. Em thích nhất đến thời điểm hiện tại là bài gì? Em thích bài Em Say Rồi. Em Say Rồi. Dạ. Bài đó nói về một gái đi ăn nhậu say xỉn hay sao? Thực ra thì là khán giả nghe thì mọi người nghĩ rằng là cô gái đấy đang nhớ người yêu quá say xỉn, nhưng thực chất thì là ý đồ của nhạc sĩ viết thì không phải, giả vờ say thôi ạ. Giả vờ say để làm gì nhở? Giả vờ để mình nhớ anh ấy, xong anh có nhớ mình không, chia tay rồi không dám nói. Ngại ạ. Một cuộc tình tan vỡ. Vâng. Rồi bây giờ giả vờ say để có cớ để nhớ người ta. Dạ. Rồi xin mời em qua đây. Và thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ là một cô gái trẻ nữa, là một người mới của showbiz Việt và đang được nhiều bạn trẻ yêu thương. Xin giới thiệu đến quý vị ca sĩ Hoàng Duyên. Mấy tuổi rồi con? Dạ, em năm nay 21 tuổi ạ. 21 tuổi là còn trẻ. Trước khi mọi người biết những bài hiện tại thì đã từng hát những bài nào rồi? Em đã từng cover cũng khá là nhiều ạ. Cover bài của các anh chị khác? Dạ, cover của các anh chị khác. Ví dụ bài cover nào mà được nhiều người thích nhất trên mạng xã hội? Bài Đom Đóm của anh Jack ạ. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Tây Ninh ạ. Quê Tây Ninh ạ? Dạ. Nhà có bán bánh tráng trộn không cưng? Dạ, có bán bánh tráng trộn cưng. Không ạ. Hay ăn được chứ không có không? Vậy hả? Nay 21 tuổi thì đang có công việc hay là đang đi học trường nào không? Dạ, hiện tại thì em đang thực tập tại công ty giải trí. Thực tập sinh mà có một vài bài hát mà được nhiều người chú ý là cũng là may mắn rồi. Sẽ là may mắn hơn nếu đêm nay mình tìm được nhân vật bí ẩn. Dạ. Tất cả nhân vật bí ẩn đều là những người được nhiều người yêu thương và thân quen với mình. Dạ. Cẩn thận, nếu tìm không ra thì tạo ra nhiều cái mối quan hệ không tốt. Xin lỗi. Sẽ đây nè. Dạ, dạ. Thưa quý vị thân mến, có những bạn trẻ thì có những bạn không còn trẻ lắm. Có những bạn không còn trẻ lắm sẽ xuất hiện. Và sau đây là một nghệ sĩ thân quen trên sóng truyền hình, mang lại nhiều tiếng cười, nhiều sự yêu thương và có giọng hát rất là ngọt ngào, trữ tình đầm ấm. Xin giới thiệu Buka. Buka. Hôm nay mình ngủ dậy đó. Dạ. Mình có đi lộn chương trình không? Đi lộn chương trình không? Không anh, tối qua không có ngủ. Sao vậy? Tại nôn. Nôn? Dạ. Chương trình này hát. Nhưng mà khoan xí đi, cho em hỏi cái hồi nãy anh nói là cái gì, có những bạn trẻ và có những bạn không được trẻ lắm hả? Mình muốn không thích về số tuổi đúng không? Mình muốn không thích về số tuổi đúng không? Không, em không muốn, nhưng mà mới bắt đừng giới thiệu vậy đau lòng đi em. Không, thiệt bé nó có 20, 21 không à. Thì em có 19 thôi. Thì em có 19 thôi. À, 99 à? 99 hả? 99 là 22 rồi, An Giang. Chưa tới tháng. Chưa tới tháng. Gần tới cái tháng sinh nhật rồi. Bữa nay chưa tới tháng sinh nhật. Thì thưa quý vị là mỗi cuộc sống của chúng ta, mỗi giai đoạn có những sự tương phản và gặp gần nhau. Anh nói là lấy em giận em không hát đó. Thật sự khán giả đang cần em giận lắm luôn á. Ví dụ như mà bây giờ em hát ở đây mà lỡ có không được lắm rồi, người ta có đuổi em về không? Không, không, không có. Chỉ có những chương trình âm nhạc khác không mời thôi. Chương trình âm nhạc khác không mời thôi. Chứ còn ai mà đuổi về nghệ sĩ như em, dễ thương xinh xắn như vậy, thật thà như vậy. Vậy cho em hát một cái bài cũng đang rất là hot bây giờ đi. Bài gì vậy? Bài của bé Duyên nè. Bài gì? Dạ, cái bài này hợp tình hợp lý bây giờ luôn á. Bài tên gì? Chàng trai áo sơ mi hồng. Chàng trai áo sơ mi hồng. Chàng trai sơ mi hồng. Chàng trai sơ mi hồng. Chàng trai sơ mi hồng. Dạ, vài câu nha. Vài câu thôi, anh cũng hy vọng là vài câu thôi. Mày. Mày. Sáng thức dậy em đau cổ á. Không sao cả, trái tim anh đang đau đây. Mây trời nhà thênh thang, ở anh này nhìn hay hay. Sơ mi hồng người không cao. Được.
Tự nhiên nó dí gì nó dí. Tim em chợt đập xuống tim sao. Tim em chợt đập xuống sao. Xuống sao. Dạ đủ rồi ạ. Dư rồi chứ phải đủ đâu. Dư rồi. Thật ra mình hát cái lúc mà anh đang người không cao là đủ rồi đó. Dạ. Thêm xuống sao nó hơi bị dư. Đúng rồi, em cũng thấy dư khúc đó. Đó. Bây giờ trước khi chúng ta vào chơi để đỡ áp lực, thứ nhất là Buka là không có rành về hát. Còn hai bạn này còn trẻ, mới tham gia chương trình chưa nhiều nên cũng áp lực, mình phải giao lưu nhiều tí thì nói chuyện với các anh chị thoải mái đỡ áp lực. Bây giờ vậy, mình hát giao lưu một đoạn nào đó được không ạ? Em ạ? À? Vâng. Thế thì em sẽ hát một đoạn trong một ca khúc mà cách đi một năm thì em có ra sản phẩm cùng với nhạc sĩ Vũ Anh Tú. Ca khúc Tìm được một nửa hóa ra lại chưa? Tìm được một nửa hóa ra lại chưa? Vậy là sau bao lâu mình đã chia tay nhau. Em hỏi còn muốn giữ, anh cũng chẳng muốn là ai muốn bước nên anh chẳng còn như trước. Em tự hỏi có sai khi vội thương. Được mà. Rồi bây giờ mình hát giao lưu đoạn nào. Em xin gửi tặng đến tất cả các bạn bài hát mới ra mắt của em và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, tên là Sài Gòn Đau Lòng Quá. Rồi. Cầm tấm vé trên tay em bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên. Hay hay. Nói chung là hai bé có giọng hát nhẹ nhàng, dễ chịu, dễ nghe. Bây giờ luật chơi là chúng ta ai là người giữ vương miện cuối cùng sẽ có nhiều lợi thế ở phần thưởng. Mình đoán đúng thì không sao, nhưng đoán sai là bị phạt kể cả trên này hay dưới kia. Những hình phạt đôi khi là nhỏ nhẹ, những thử thách dễ thương, nhưng đôi khi là những thử thách nó cũng nhỏ nhưng mà sát thương lớn. Quý vị khán giả thân mến, quý vị muốn ai là người hát đầu tiên ạ? À? Thôi, anh thấy không? Đông đảo bà con cô bác ai cũng yêu mến giọng hát em. Quý vị đang muốn chương trình đi xuống phải không ạ? À? À, hiểu rồi, tức là gì nè? Khán giả là rất là tinh tế. Thà để Buka hát trước, sụp đổ từ đầu, xong người ta quên phần đi, những phần sau hay. Em có cam đoan với toàn thể quý vị khán giả cả nước và quý vị khán giả tại điện quay cũng như gia đình phụ huynh của các cháu là lát nữa mình hát đàng hoàng không? Dạ, em nói là em tập ráo riết 2 tháng trời. Tập ráo riết không nghĩa là hát đàng hoàng. Như em hứa hôm nay em hát hay. Wow. Em hứa với mọi người em sẽ hát hay. Thưa quý vị, người hát đầu tiên là Buka. Lái ô tô đi làm đẹp xong đi về nhà ngủ lại. Đi về nhà ngủ lại. Trước khi ra đường là giải chân mày đắp bằng nạ. Ủa sao giống Lê Dương Bảo Lâm quá vậy ta? Quang Trung một tí đó. Quang Trung là hay kẻ chân mày. Chính xác. Đúng rồi. Thôi em nói được rồi Quang Trung ạ. Khỏi chơi nữa, về luôn. Thôi mẹ. Chỉ là cài cắm chứ không phải là sự thật. À. Thưa quý vị, người đầu tiên đó chính là Buka, một giọng hát tràn đầy năng lượng của Sadek. Cảm ơn anh đã giới thiệu về quê em. Mình chọn bài hát gì ạ? Dạ, một bài hát mà em đã hát từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ tới lớn. Đó là bài mà karaoke em thường hay đi hát. Là bài? Vầng Trăng Khóc. Wow. Vầng Trăng Khóc. Dạ. Ngày xưa là Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc hát. Dạ, hy vọng là anh chị sẽ không coi ạ. Bình thường anh chị sẽ vẫn vỗ tay cho bàn trình diễn vui vẻ sau đây. Bàn trình diễn vui vẻ. Đúng vậy. Bây giờ xin hỏi là bao nhiêu phần trăm em tự tin em sẽ nhận được giọng hát bên kia bức tường? Dạ. Người hát cùng với em. Đúng vậy. Là ai không quan trọng. Quan trọng là em được hát. Nếu như bên kia bức tường là Mạc Văn Khoa, nhận ra không? Ra liền. Nếu bên kia bức tường là Lê Dương Bảo Lâm, nhận ra không? Quá dễ. Nếu bên kia bức tường là Kim Tuấn Kiệt, nhận ra không? Có thể. Tại sao có thể? Tại vì nghe nhiều mình quen. À, em nghe nhạc Duyên nhiều hả? Dạ có nghe chứ. Ví dụ những bài nào? Không thể yêu ai được nữa. Không thể yêu ai được nữa. Kẻ may mắn.
Hết. Hết. Còn chứ. Không, ý là nghe ra hai bài đó. Jin mới ra bài mới em chưa nghe à? Bài gì ạ? Chiếc máy bay định mệnh. Chiếc máy bay định mệnh. Có hả? Anh chọc quay. Đang áp lực mà anh chọc nữa. Mà chọc. Có phải Jin không? Kể cả MC cũng không được biết người bên kia bức tường. Chỉ khi nào ra hát mở mặt nạ thì mới biết thôi. Nếu mà là Jin Tú Kiệt có hai em dơ dơ vậy cho chị biết nha. Ký hiệu nghe ký hiệu à. Và trước khi trình bày chúng tôi luôn có một clip để nói về nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Trong đó có nhiều chi tiết để cho người chơi bên đây dựa vào đó cũng như nghe giọng hát và bắt đầu tìm ra tên của nhân vật bí ẩn đó. Ngay sau đây là clip dành cho tất cả chúng ta. Sớm ra anh ấy ăn sáng, anh không có đánh răng, anh ngủ dậy không đánh răng, xong kẽ chân mày, rồi xong kẽ chân mày, xong xịt nước hoa, xịt nước hoa, xịt nước hoa luôn, lái xe, đắp mặt nạ, chắc anh đi, ủa kẽ đi dài rồi đắp mặt nạ là sao? Kẽ chân mày, xong đi ra spa. Xong kẽ chân mày để đi ra spa đó phần nào. Dạ xong đi về ngủ. Xong đi về ngủ. Đây là một chàng trai mà sáng dậy bắt đầu ăn. Sáng dậy ăn liền. Ăn liền. Không đánh răng. Không đánh răng luôn. Khó đó không biết, không thấy trên hình. Sau đó là đi làm đẹp. Đi làm lái ô tô đi làm đẹp. Làm đẹp xong đi về nhà ngủ lại. Đi về nhà ngủ lại. Trước khi ra đường là dễ chân mày đắp bằng nạ. Ủa sao giống Lê Dương Bảo Lâm quá vậy ta? Trước khi ra đường dễ chân mày. Em nghĩ là không phải ca sĩ đâu. Không phải ca sĩ đâu. Không phải nghệ sĩ đâu. Anh nghĩ tóc dài nha chị. Tóc dài. Dạ. Em thấy là tóc dài giống anh Quang Trung. Ừ, Quang Trung cũng là đắp mặt nạ vậy đó nha. Đúng rồi, Quang Trung. Một tí đó. Quang Trung là hay kẻ chân mày. Chính xác. Đúng rồi. Thôi em đoán được rồi Quang Trung ạ. Khỏi chơi nữa, về luôn. Quang Trung á, là có lúc á là đang ngồi coi tivi nửa đêm. Tắm rửa tẩy chay xong ra ngồi coi tivi đang coi xong tự nhiên đi đâu mất tiêu. Xong lát đi trở ra ngồi coi tiếp. Cái hỏi là ủa đi đâu Chung? Đi kẻ chân mày. Đó ủa sao kẻ chân mày? Đang coi tivi cái lúc mà màn hình đen xuống á nhìn thấy mình trong tivi á thấy nhợt nhạt quá cho nên đi kẻ chân mày cho đậm đà lại. Gì vậy? Đó là Quang Trung, có thể đó là một gợi ý đúng á. Tóc thì hơi màu một tí, hơi bạc. Tóc bạc hả? Tóc kiểu nhuộm ánh kim một tí, nhuộm ấy. Nhuộm hả? Vâng. Quang Trung có bao giờ nhuộm tóc? Thì chị tin em hay không? Có những điều chỉ là cài cắm chứ không phải là sự thật. À, thôi được rồi ạ, em đoán Quang Trung. Đoán rồi. Không đoán luôn. Chưa đâu, chờ không xem cần, không cần nghe hát luôn rồi. Thưa quý vị, bây giờ là nhân vật bí ẩn đầu tiên xuất hiện. Xin mời. Ngồi trên cát nhìn biển đêm hát vu và mấy câu tình ca. Em có cam đoan với toàn thể quý vị khán giả cả nước là lát nữa mình hát đàng hoàng không? Dạ em nói là em tập ráo riết 2 tháng trời. Nhưng em hứa hôm nay em hát hay. Em hứa với mọi người em sẽ hát hay. Ngồi trên cát nhìn biển đêm hát vu và mấy câu tình ca. Trái tim buồn chưa bao giờ mà tôi bị ép tim đến như vậy. Vượt qua rồi quý vị ơi, đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi. Lần một đã xong rồi. À lần một. Em muốn hát dài lắm sao? Dạ muốn hát thêm nữa. Khán giả chỉ cần em hát ngắn là đủ rồi.
Và như vậy là nhân vật Phi Ân của chúng tôi đã xuất hiện và đã hát chung với Buka. Chúng ta chỉ biết nhân vật nam này là ai. Buka có phân tích gì về giọng hát này không? Nãy giờ chưa nghe được gì hết. Sao vậy? Em lo hát, lo nghe nhạc không ạ? Tại vì em sợ vô trễ á. Và bây giờ mời nhân vật Phi Ân đầu tiên mở mặt nạ. Sao khán giả đứng lên vậy anh ạ? Khán giả ở đây là một trong những khán giả có tâm nhất hệ mặt trời. Luôn đứng lên cổ tay nồng nhiệt khi những bảo vệ xuất hiện. Ôi dạ, ai cũng vậy hả? Ai cũng vậy thôi. Ai? Mái 73. Mái 73? Dạ. 73, 73 là ai? Chỉ có ba chị ở nhà để 73 thôi. Ờ, đây là 73 chuẩn. Dạ đúng. 73 chuẩn luôn hả? Mình có quyền nói chuyện trực tiếp, muốn hỏi gì hỏi. Ủa nói được không anh? Vâng. Alo. Em chào chị ạ. Con gì mới kêu vậy? Chị, ai vậy là nhỏ tuổi hơn. Chị, chào em. Vâng ạ. Ai trời? Hỏi đi. Em ơi. Vâng em ạ. Sao em chậm vậy? Em không có chậm đâu ạ. Con gái hả? Trai. Trời, trời. Trai, sao giọng điệu vậy? Thì đó. Da trắng. Da trắng thì chỉ có Quang Trung thôi. Trung hả? Trung nào cơ? Quang Trung ở quận 2 đúng không? Vâng ạ. Em có thân với chị không? Cũng thân ạ. Có chơi chị không? Có chơi chị không? Có chơi chị không? Em có chơi với chị ạ. Em chơi với chị đâu chưa? Cũng lâu rồi ạ. Bao nhiêu năm tình bạn chúng ta? Bao nhiêu năm thì chị tự đếm đi, hỏi em làm chi. Em có thích ăn ốp la không? Có. Em có thích đi spa không? Có. Có thích hát ca không? Có. Đu la cà? Không ạ. Em có diễn hài không? Có. Hát hay không? Cũng hay ạ. Nhà chị ở quận mấy? Quận 8 ạ. Đó. Em qua nhà chị, nhà chị có mấy thành viên? Chị với Elvie. Wow. Elvie là con chó đó quý vị. Uka có được con chó tên là Elvie. Em biết mẹ chị không? Biết ạ. Bữa em qua nhà chị, mẹ chị nấu gì cho em ăn? Đó. Hôm em qua đâu có mẹ chị ở nhà đâu. Lần gần nhất em qua là có Chris Phan ý. Có Chris Phan hả? Vâng. Vậy là Quốc Khánh. Chị quên à, hôm mập không, qua, mập không? Xong ồ, rồi Chris Phan dạ. Ở với Quốc Khánh ở ngoài chơi game. Em vào phòng chơi với chị đấy. Trời ơi. Khoan, cho chị chạy lại dữ liệu cái. Em vô phòng chơi với chị. Chơi gì chị cháu? Em sợ về offline với chị đấy. Vậy là Quang Trung rồi, không khác, không thể nào sai được. Nhưng mà không lẽ người ta nói thật như vậy hả? Ai mà biết những chuyện tế nhị của em với mà ốp la là cái gì? Là trứng ốp la hả? Dạ. Trứng ốp la thì có gì để tâm sự? Thì nó là thích của em cho nên là em tâm sự với chị. Cách chế biến mới nhất. Wow. Cách chế biến ốp la nè. Em có một cái tên nào chưa? Em nghĩ là Quang Trung. Nhưng mà nếu mà nó quạch tẹt ra hoài như vậy thì có thể không phải Quang Trung. Đúng vậy. Nếu mà Quang Trung đến đây thì phải lừa em chứ hả? Hoặc có thể là Quang Trung. Chị với em có làm việc chung chưa? Có. Mình làm gì với nhau? Làm hè. Làm hai. Có bao giờ thấy mình song ca cho chưa? Chưa. Khó quá vậy ta. Quốc Khánh, Quang Trung, Minh Dự. Mà đẹp trai chứ không phải đâu. Ủa tại sao biết đẹp trai? Nãy hai bạn mới nói. Em tin hai người này hả? Thấy mắt hai đứa nó sáng rỡ á. Khi mà dở mặt nạ ra. Không, chị phải tin em. Em thấy đẹp trai thật. Tại vì đẹp cái không? Đấy là phản xạ tự nhiên của em. Em không bao giờ lừa dối được cảm xúc ấy. Trời ơi, em không bao giờ lừa dối được cảm xúc. Vâng, đẹp là em mắt sáng. Xin Tuấn Kiệt. Không. Người này cao hơn chị một tí. Hơn cao hơn nửa bức tường này. Em cao mét nhiêu? Em cao 1m74. Em mang giày xe máy? Xài bao nhiêu chị tự nhớ đi. Em mặc đồ size mấy? Mặc đồ size của em. Bữa em có mới tặng chị cái gì đó, em nhớ không? Cái gì đó? Chị nhớ thì chị nói đi, hỏi em làm chi? Không, bữa em mới tặng chị cái gì đó, em đi Mỹ về á. Lâu rồi em đâu đi Mỹ đâu. Hồi lúc trước á. Thì còn thiếu quà sinh nhật của em thì chưa đưa đó. Từ năm ngoái chị nói chị mua xong chị vứt vô kho tới giờ luôn đó. Người này miệng rộng nha chị. Miệng rộng. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm mà nãy giờ không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng vậy. Lê Dương Bảo Lâm nãy giờ là nuốt luôn bức tường này rồi. Đúng
Đúng rồi. Miệng rộng. Ai trong showbiz miệng rộng? Trung nè, Trung là size XL đó. Xin hãy cho một cái tên đi ạ. Tên cuối cùng là... Khoan, cho em hỏi một lần nữa. Hỏi một câu cuối cùng. Ba mẹ em làm nghề gì? Làm nghề kinh doanh ạ. Mẹ em tên gì? Mẹ em tên gì chị tự nhớ đi, mình thân mà. Ba chị tên gì? Tên gì em quên rồi nhỉ. Nếu như là Quang Trung thì em có bao giờ mặc đầm chị chưa? Chưa. Không phải Quang Trung anh. Ai biết? Thấy mọi người lắc đầu quá kìa. Ali Hoàng Dương. Ở đây khán giả chỉ có một biểu cảm thôi. Em thật Quốc Khánh. Xin Tuấn Kiệt. Âm thanh lớn hơn là Xin Tuấn Kiệt. Đó đi ạ. Hai em có thể giúp đỡ chị một chút xíu nào đó không? Em gợi ý cho chị thêm một cái nhá. Lưng hơi kiểu khòm khòm ấy. Lưng hơi khòm khòm. Khòm khòm. Bị còng lưng hả? Ai ta? Ông ngoại chị. Ai mà nghệ sĩ mà lên lưng khòm khòm như vậy? Đoán đi ạ. Hai đứa biết người này không? Biết. Biết chưa? Hai đứa biết người này có với chị có thân với nhau không hay là có chơi với nhau không? Thân hả? Mặt thật không? Mặt rất thật nha. Thân không Duyên? Chị tin tưởng em. Dạ cũng thân hả? Cũng thân. Thân hả? Dạ. Người này là ca sĩ hay là? Ca sĩ. Ca sĩ đúng không? Ca sĩ diễn viên luôn. Nhưng mà đi hát trước hay là đi ca trước? Em ơi, em đi hát trước hay đi diễn trước? Lúc này lúc kia. Không, ý là từ từ lúc mà sinh ra, đầu đời của em á. Lúc sinh ra là em đi học trước. Đoán đi ạ. Ý chị là khi em bước ra đời làm nghề á, là em đi hát trước hay là em đi... Đây. Ủa đó hả? Em không biết tại lo nói chuyện á. Thế thôi, đi lên. Trời vàng, đứng đây thấy rồi chơi gì nữa. Không có thấy, sao thấy được? Em đứng tới đây à. Đoán, ai? Em thấy có cọng lông lú lú ra màu bạc. Ai? Nhanh, 5, 4. Quang Trung. Không, chính xác. Chưa, em mới... Ủa đâu phải chương trình gì em, đâu. Em đoán mà em chưa chốt. Không, em có từ chốt. Không, chính xác là nói chơi thôi mà. Ôi, hết hồn. Ai? Xin Đức Kiệt. Xin Đức Kiệt. Nó đó. Phải không? Chính xác. Anh có nói chơi không? Đoán đi ạ. Anh nói hay đúng lắm. Ở đây có fan của Jin không ạ? Không có hả? Có fan Quang Trung không ạ? 5, 4, 3, 2, 1. Đây là... Jin Tuấn Kiệt. Đúng không ạ? Mệt thật đấy. Không phải hả? Không phải Jin. Những cái tên hồi nãy em kể có một người. Có hả? Quốc Khánh. Nhưng không, giọng Quốc Khánh không phải giống như hồi nãy. Đây là cái mì được chúng tôi làm effect rồi. Còn hát là họ tự chế giọng họ ra. Chọn cuối cùng là... Chỉ có thể là Quang Trung thôi ạ. Hết nè. Không chỉ người em biết theo anh muốn mãi xa chia ly đôi đường. Tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau một đời. Chẳng khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình, và em chúc người mới quên sẽ bên anh yêu anh thật lòng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Xin hãy cho nhau một lời để không quên những em đẹp và tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ đầu. Đi đâu? À.
còn người yêu hỡi. Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Chẳng khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình. Đời sông bao nhiêu đắng cay cuốn trôi màu biển đâu tình nồng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông tiếc cho tôi, tiếc cho người. Thưa quý vị thân mến, cuộc đời có những điều cay đắng, có những lúc hạnh phúc, cũng có những lúc dở dang. Buka không nhận ra được Tin Tuấn Kiệt. Lạ lắm à nha. Lạ lắm à nha. Tại sao vậy? Đó là phải hỏi trái tim mình. Hồi nãy em đã nói với anh Tin Tuấn Kiệt rồi. Anh không phải. Ờ hay. Phải hay không phải là trái tim tự cảm nhận chứ. Nhưng mà hồi nãy cái giọng lúc đầu nghe thụng không thụng lắm. Cái giọng lúc mới hát đầu tiên á. Nghe sao? Thụng. Thụng là sao chị? Nghe kiểu cái người mà thụng thụng như vậy lắm. Không giống á, chứ hát bình thường là em nhận ra liền. Hát bình thường thì chơi làm gì? Nhưng mà sao em biết chị với Quang Trung vô phòng tâm sự với nhau? Ở chung có kể em nghe. Mà em cũng qua nhà Buka chơi rồi hả? Dạ chưa. Ủa dạ? Chưa ạ. À. Ủa sao vậy? Đổ mồ hôi quá. Chưa nhà chị Buka chơi hả? Dạ chưa, dạ chưa. Vậy hai đứa đi chơi, đi chơi đâu? Em đâu đi chơi thường, đem đi làm không à. Thì em ngủ cũng còn có nữa. Trời ơi, thằng bé học giỏi mà ngoan ngoãn nữa. Như vậy là Buka không nhận được Tin Tuấn Kiệt. Thì sao ngại ngùng vậy? Sao vậy chị? Tháng đi quay không nói tiếng nào hết. Ủa sáng ở chung nhà hả? Không. Ý là ý là sao? Ý là chị em thân thiết nhau thì phải xin nhanh một tiếng, phải nhắn tin chị ơi bữa nay quay lại lắm à nha, thì xin nhanh tiếng rồi mình có thể đoán ra nhau. Để chi? Đúng, để chị. Để chị đỡ bị phạt. Em thích nhìn chị bị phạt mà. Đây, chờ đợi gì nữa. Thiệt, đúng là bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm là Tin Tuấn Kiệt. Làm gì ạ? Phạt á. Trời ơi. Gì dài dữ vậy anh? Bắt Buka hát nữa thì khán giả không hài lòng ạ. Câu năm con cá bằng mũ, vừa câu cá vừa hát, quên hát phải câu lại từ đầu. Trời ơi. Em đợi đó hả? Cần em cài giúp chị không? Tôi có kiếm cổ chị nha em. Tôi tàng hình rồi tôi không thấy gì cả. Rồi à, được ạ. Để coi. Là câu vậy hả? Câu năm con vừa câu vừa hát. Trời, hai ba hát câu. Vì hôm mê sao sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Người thân trong cuộc chơi. Khó quá anh ơi. Hát đi ạ. À. Hát máy tính đó chị. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Hát nhạc khó luôn. Các bạn bình thường hát không được, hát nhạc khó luôn. Cho những bông hoa và những nụ cười. Dính này kìa, dính này kìa, dính này kìa, dính này kìa. Tôi chợt biết rằng ngày mai tôi chơi. Ôi anh ơi, không có tập trung nữa. Để chú đi anh chỉ cho nè, để chú đi anh chỉ cho câu nè. Đó, nè, mình câu đây khó lắm. Mình câu cá là nhanh hơn nè. Anh này bây giờ vậy, bây giờ hãy hát bài gì có chiếc máy bay. Hay là hát bài em tự sáng tác cũng được. Em có sáng tác nhạc đó hả? Có, hát bài có máy bay. Chỉ đây chỉ đây, chỉ đây chỉ đây, chỉ đây chỉ đây, chỉ bay chỉ bay, chỉ bay chỉ bay. Em lái chỉ không, lái chỉ không, chỉ là máy bay. Trời đất ơi, khủng khiếp. Cái gì em cũng làm được. Cái gì cũng làm được hết. Cũng làm được. Rồi, như vậy là thưa quý vị, Buka đã vượt qua phần thử thách của mình. Bây giờ
là nhân vật tiếp theo. Hoàng Duyên. Em sống một mình ở trong phòng mình không? Sống một mình trong phòng, nói chuyện một mình. Dạ. Em có quen ai có bị vấn đề về cân nặng không? Anh Hứa Kim Tuyền. Cũng hơi có đó. Đó, cũng có thể là Kim Tuyền, Hứa Tuyền sao? Người em bấy lâu yêu là ai? Em cũng chưa hiểu là lắm ai nhớ. Là lắm ai nhớ. Là lắm ai nhớ. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với lại lắm ai nha. Và bây giờ là Hoàng Duyên. Hoàng Duyên thân mến, mình sẽ chọn bài hát gì ạ? Em lựa chọn là bài hát Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện. Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện. Giá như bé áo tím ngồi bên kia không ở giữa. Anh này. Anh này. Cứ vậy, đổi sao chỗ vậy? Em đổi chỗ. Anh. Thôi, thôi em ngồi giữa đi, em sao đâu. Giỡn em không phải đám anh giỡn, anh giỡn thôi ạ. Anh giỡn thôi ạ, ngồi đi. Giỡn ngồi đi, chứ chị cũng không thích lắm, không thích lắm. Mình đã song ca với nhiều người chưa? Dạ em chỉ mới song ca với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền thôi hả? Chưa có. Chưa song ca với em bao giờ? Dạ. Karaoke thì sao? À, em cũng ít karaoke. Em sống một mình ở trong phòng mình không? Sống một mình trong phòng. Nói chuyện một mình. Dạ. Mình ở khu vực nào Tây Ninh? Dạ ở gần biên giới. Tân Châu. À, Châu Thành ạ. Châu Thành. Dạ. Vừa mới bước vào showbiz đó. Dạ. Mình thích những nghệ sĩ nào mà mình mong muốn sau này mình sẽ song ca, mình nói trên sóng truyền hình luôn. Dạ, em thích nhiều lắm ạ. À, như là chị Thùy Chi nè, à, chị Hoàng Thùy Linh. Dạ. Mình đừng để ý em ơi. Có em hả? Dạ đó. Có thì bỏ qua đi. Bây giờ sẽ có một clip. Dạ. Để nói về nhân vật bí ẩn. Dạ. Em sẽ nhờ những người bên dưới trình bày về nội dung clip. Dạ vâng. Và dĩ nhiên hãy tin nhiều nhất là chị Buka. Chị được cái là chị nói đâu là trúng đó. Dạ. Hy vọng thì mình sẽ thua để ở dưới không bị phạt. Chứ hình phạt sắp tới nó nặng nề hơn hình phạt hồi nãy rất là nhiều. Thưa quý vị, clip thứ hai xin mời. Chơi xong rồi tập thể dục. Dạ. Tập thể dục xong rồi nhảy lên cân cân. Thấy mình vẫn ổn, ăn tiếp. Rồi chơi thú nhồi bông, rồi tập thể dục, rồi ăn. Rồi cân, cân thấy vẫn ổn. Xong rồi vẫn ăn tiếp, rồi chơi. Rồi tập thể dục, bị lên ký. Hết hốt hoảng. Em hiểu không? Hiểu không? Hiểu, hiểu, em hiểu. Nói chung đây là một nhân vật rất là sợ về cân nặng. Rất sợ cân nặng. Rất sợ bị béo phì. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn ăn. Luôn giữ dáng của mình. Thích chơi lưu bông. Yeah. Thích chơi lưu bông. Em còn thấy cả ghế cả đồ chơi cả. Thích chơi đồ chơi. Gấu bông. Thích hết đất. Hết đất. Đấy là tập thể dục lúc ăn xong giảm cân. Nói chung là cũng thích ăn. Thích ăn thích chơi nhưng mà sợ mập. À. Hết rồi đó. Chỉ vậy thôi á. Đơn giản lắm, em đoán đi. Em có quen ai có bị vấn đề về cân nặng không? Anh Hứa Kim Tuyền. Cũng hơi có đó. Đó, cũng có thể là Kim Tuyền, Hứa Tuyền sao? Tức là đây một bạn là thích ăn, thích chơi. Jisoo. Nhưng mà sợ cân nặng nên phải tập thể dục. Tập thể dục xong ngoại lại cân. Ngoại hình hơi hơi. Xong rồi thấy không sao ngoại đâu. Ngoại hình hơi hơi giống Jisoo. Em thấy là kiểu tóc tai được cũng lãng tử kiểu Hàn Quốc anh. Ừ. Đúng không? Tóc xoắn xoắn lọn lọn đồ Hàn Quốc á. Nói chung là một người yêu cái đẹp chạy chuốt. Dạ dạ. Rồi đoán đi em, đoán đi em. Ủa? Sao đoán được? Không đoán được thôi, hát đi em. Không có để cho em giống như nãy Jisoo nó hôm đó cũng là một chơi bạn son. Tại vì cũng hay kiểu để tóc ngoại hình lộn, ngoại Hàn hình Quốc cũng giống. Baby cute. Nhưng mà anh chơi son là ăn hoài không mập. Thì đó. Thì đó thì nhưng mà cái người này nhiều khi là người ta sợ. Là người bên đó ốm ở trong này anh. Ốm, người này ốm. Người đang ốm, chưa có mập. Thích hát. Những người này em biết là thích hát, thích ăn mà sợ mập mà không mập không? Ai? Thì chúng ta có ba người đó ạ. Anh Hứa Kim Tuyền, chị Cara và anh Jay Son ạ. Em nghĩ đến ai mà đẹp trai nhất ý? Ai đẹp trai nhất ạ? Ừ, trong công ty em. Chắc là anh Jay Son ạ. Mà tại sao phải là... Ủa phải là công ty vậy? Em đang gợi ý gần sát cho bạn ấy biết. Nhưng mà chị nghĩ không phải trong công ty đâu. Chắc phải ngoài công ty, nó chắc phải bao quát hơn tí xíu mới khó đấy. Trong công ty thì bình thường quá rồi, đúng không? Giống như là giống như chị với Jin này có mối quan hệ gì đâu, tự nhiên đưa vô chung. Thì nếu chị nghĩ là trong công ty thì tí nữa em hát cùng mà em sẽ nhận không ra ngay. Không chung công ty nữa. Không cùng ba, không cùng mẹ, không cùng nhà luôn. Chỉ chung một thứ thôi.
Trúng gì anh? Trái tim, trái tim. Cứ vậy hoài. Mời nhân vật bí ẩn thứ hai xuất hiện. Đẹp trai sáu múi, chỉ nói vậy thôi, không cao nói gì to, thêm to nên nhìn như người dơi á. Khỏe nữa, xé là rách. Đã có người yêu rồi, người yêu làm bên hài. Lại đẹp trai tiếp nha. Đẹp trai à? Dạ. Và bây giờ, mời nhân vật bí ẩn thứ hai mở màn ạ. Dễ thương quá à. Da trắng lắm em. Răng cũng đẹp, trắng nữa. Như bạc tuyết vậy. Con nhà giàu. Đúng, con nhà giàu. Có điều kiện. Trẻ bằng à, anh Jin? Trẻ à? Ngón tay rất là điêu luyện. Sao anh biết hay quá vậy? Sao anh biết vậy? Anh ấy còn là diễn viên nha. Diễn viên mà diễn đi hát. Diễn viên xuất sắc luôn. Sáu múi. Có một người bạn gái là diễn viên hài. Ai cũng thích. Đúng không? Đúng không? Đúng anh. Anh biết. Ngón tay điêu luyện nữa. Piano à. Hay qua bên nhà hàng anh đánh piano cho anh nghe lắm. Hay quá vậy ta. Em đi hát em cũng biết ai tên là Nhi không? Tên là Nhi vậy? Nhi. À Diệu Nhi. À chị Diệu Nhi. Đó đó. Bạn gái à? Anh này là trạc tuổi anh. Trạc tuổi anh à? Ờ. Không biết luôn. Anh biết bạn gái tôi mà không biết tôi là sao ta? Nói ra à. Ai? Em biết rồi. Em kể ra thử coi. Anh Tú à? Em hỏi anh coi. Hỏi đi, hỏi thăm đi. Ừ, em cứ hỏi, em muốn hỏi gì em hỏi em. Anh tên gì bà? Ủa em. Hỏi gì, hỏi thăm gì trời. Em ơi, hỏi tế gì chút được không em? Bạn gái anh có phải là chị Diệu Nhi không ạ? À, đúng rồi em, bạn gái Diệu Nhi nè em. Bạn gái là Diệu Nhi mà bạn là con gái chứ không phải là bạn gái nha. À dạ. Nghe giọng rất giống hai người.
2. Em tưởng tượng hai người đó là Mr. Siro và anh Vương Anh Tú. Đúng. Đúng hả? Chỉ có hai người đó thôi. Ai mà ngày trước đó là mập bây giờ ốm á. Chỉ có hai người đó thôi, không thể là có người khác. Đừng nghĩ người khác bây giờ ốm nghĩ hai người đó thôi. Dạo này em có thường xuyên hay theo dõi hai anh đó không? Dạ cũng có. Thì em thấy hai anh có thay đổi gì không? Một anh ốm xuống, một anh... Theo như gợi ý của anh nghe là hai anh đó đều ốm xuống á. Bây giờ ai gầy nhất? Ai cũng ốm. Anh nói cho em nghe nè, cái giọng vừa rồi á là giống tới bốn người lần. Giống anh. Thứ nhất là giống Mr. Siro nè. Dạ. Thứ hai là Vương Tú nè. Thứ ba là anh Tú Diệu Nhi nè. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thứ tư là anh Tú của ông Cao Thắng Đông Nhi nè. Đó. Dạ anh có thích nuôi chó nuôi mèo gì không ạ? Anh thích nuôi chó lắm nha, anh là rất là thích chó luôn. Hôm nay ôm chó thú nhà bóng luôn. Có gửi cho em xem tay gì không được? Không có xem gì ạ. Xem tay sao mà muốn xem cái khác nữa, chúng tôi không đúng được ạ. Hồi nãy tôi xem có một cọng lông thôi mà la tôi quá trời. Ủa chị đòi xem lông là người ta không cho, đúng rồi. Cái lông bay phất phới không à? Hai đứa, chuyện riêng về nhà nói chuyện hai đứa. À, anh đã từng làm việc với em chưa ạ? Anh chưa có bao giờ làm việc với em hết á, nhưng mà anh thân với em lắm. Đó. Ngày nào em cũng qua nhà anh chơi mà em quên mất tiêu rồi ta, đó, bản thân mà kỳ gì đây. Hả? Hả? Vậy hồi nãy nó ở nhà. Em ở nhà một mình chơi mà. Ngày nào cũng đi chơi bây giờ nó ở nhà. Em chơi có một mình. Mà nói là có làm việc với ca sĩ nam nào thì chỉ nói có Hứa Kim Tuyền. À. Mà giờ lòi ra một người đã làm việc chung thân. À, lâu rồi. Tức là bạn này không ra khỏi nhà nhưng người ta tới vô nhà chơi. Đó cũng được đúng rồi. À, em nói ngược, em nói ngược. À. Em qua nhà, anh qua nhà em chơi hoài mà em quên. À. À, hiện tại anh bao nhiêu cân ạ? Anh hiện tại bây giờ là anh 98 cân. Hả? Ai cười dữ vậy? Anh 98 ký thiệt. 98 à? Đúng không, rồi, tại vì cao, anh này cao. Anh cao lắm, cao. Anh cao tới 2 mét liền cho nên ơi. Làm lỡ cái cân đối á chứ. Đúng rồi, anh vừa cao mà vừa xạo nữa. Em hỏi anh là anh để tóc kiểu gì? Bé nó mới vào đời mà gặp toàn quỷ ma không. Đầu anh hớt cái kiểu tóc mái ngố. Đầu ngố, đầu ngố. Đầu môi. À, ngố nè. Đầu môi. Đầu môi. Cách môi á. Đang đầu đầu cách môi. Đây là ai ạ? À? À, em đoán luôn nha. Vâng. À, anh Vương Anh Tú à? Vương Anh Tú. Tại sao đó là Vương Anh Tú? Tại vì em lựa bài hát này em nghĩ là sẽ có liên quan cái gì đó tới bài hát. Bài hát này của ai? Là bài hát này của anh Vương Anh Tú mà. Chương trình không bao giờ mời chính nhạc sĩ sáng tác hát bài hát ở đây. Chưa bao giờ à? Chưa bao giờ. Riêng là âm nhạc của Vương Anh Tú là em rất là thích nhanh. Em hát bài hát nào của Vương Anh Tú rồi? Em hát nhiều bài của anh Tú, lúc nào đi karaoke em cũng hát nhạc anh Tú hết. Ví dụ? À, ví dụ như bài như hồi nãy em hát đó anh. Cùng số hai người thân đó. À, của Vương Anh Tú luôn hả? Dạ, của Vương Anh Tú đó anh. À, thần tượng em đó. À, anh cứ đi đi. Dạ đúng rồi, anh cứ đi đi đó. À. Em lựa chọn theo chị nha, là anh Nguyễn Anh Tú à? Nguyễn Tú là cuộc sống em ổn không? Dạ. Âm nhạc. Gì đâu, em cũng chỉ là một người hợp ở vai đằng sau. Đến lúc em đau, anh cũng chẳng muốn thấu. Trước kia nếu người ấy chưa xuất hiện, thì em bên anh hàng ngày quá đôi bình yên. Chẳng giống như bây giờ, chúng ta chỉ là giấc mơ. Chẳng nên phải bỏ
Chị đoán sai, cái gì chị bắt ta sai theo chị hả? Chị anh Tú họ Nguyễn Anh Tú. Như vậy là Hoàng Duyên không nhận ra được giọng hát của Vương Anh Tú. Trời ơi, một cái nhạc sĩ sáng tác, một điệu sơ giỏi như thế này, bao nhiêu bài hit mà nhận không ra, làm sao sau này có bài hay để hát được? Em nhận ra mà. Anh ơi, lỗi em. Cái bài mà Giá Như Cô Ấy Chưa Đến là nói em á. Đúng. Phải em chưa đến là bé đón đúng rồi. Lỗi không phải em, lỗi tại vì ta không kiên định trong suy nghĩ thôi. Hồi nãy em bên trong em coi cái video á, cái tiện em nhớ lại cái khoảng thời gian giảm cân của em ghê. Không thiệt, Tú hồi xưa mập lắm luôn á. Wow. Hồi xưa Tú mập lắm nhưng mà tự nhiên sau thì đợt sau gặp lại thì trời ơi, trời ốm dữ vậy. Vì lúc đó bắt đầu làm ca sĩ. À. Tại sao? Vì lý do gì? Đừng tính chị Buka đây. Mình đã nhận ra giọng người đó rồi mà mình lại thay đổi. Lý do sao? Vì không tin là anh Tú hát hay như vậy hả? Không phải là chưa có đủ thích anh. À đúng rồi. Chưa có đủ thích. Không hài lòng lắm. Ôi, đau. Tại sao là nghe cái giọng là nghĩ à anh Vương Anh Tú mà lại thay đổi thành Nguyễn Anh Tú? Tại vì em nghĩ là cũng có thể giả giọng được à. Thì đúng rồi. Anh Tú anh cũng... Thì anh nói đó, anh Tú cũng có thể... Anh có thể làm ấm giọng anh lên. Đúng rồi. Chưa có đủ thích đâu. Đúng rồi, thích là sẽ kiên định liền anh. Bài thứ hai có biết bài gì không nè? Đọc tên một bài hát anh em biết. Ngoài của bài anh gì rồi và anh cứ đi đi. Anh Tú được từng sáng tác nhạc nào nữa? Bài gì? Bài gì của chị Hồ à? Bị phạt là đúng. Yeah. Cái này vẫn chưa có chủ nhân ha. Chưa có chủ nhân à? Không chừng đêm nay không ai lấy được luôn à? Chết con bé rồi. Hình phạt khó lắm hên. Mình sẽ đứng ở trong một cái thau nước và mình hát một bài mình thích. Nước đá. Chương trình gì mà ác quá. Nước đá. Mà có con gì trong đó không anh? Ê, mời Buka lên đây phụ giúp nào. Dạ em làm gì hát chung hả anh? Chị có tính không chị? Đứng này này, bài tên gì? Sơ Mi Hồng. Chàng trai Sơ Mi Hồng. Chàng trai Sơ Mi Hồng. Dạ. Tác giả. À, tác giả là anh Hứa Kim Tuyền à. Hứa Kim Tuyền, nhớ chưa? Dạ nhớ. Chàng trai Sơ Mi Hồng, tác giả Hứa Kim Tuyền. Dạ. Vô, mời giới thiệu bài hát. Giới thiệu càng dài càng tốt. Và bây giờ lâu ạ chúng ta sẽ đến chương trình của các MC chứ. Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của một cô gái đang có rất nhiều bài hit nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Và cô ấy từng hát bài Sài Gòn Đau Lòng Quá chung với anh Hứa Kim Tuyền. Ngày hôm nay cô ấy cũng sẽ hát một bài của sáng tác của anh Hứa Kim Tuyền. Đó là bài hát được mang tên Chàng trai Sơ Mi Hồng ạ. Chàng trai Sơ Mi Hồng. Sao em? Sơ Mi Hồng ạ. Hả? Chị đang định giới thiệu rồi. Dạ. 2, 3, chàng trai. Chàng trai chiếc áo sơ mi màu hồng. Sơ Mi Hồng không có chiếc áo, giới thiệu lại. Chàng trai Sơ Mi Hồng. Nhịp từ đâu đến hôm nay trốn đây. Lạnh quá. Để lòng em trót thương thương này. Người yêu ơi, em đứng chờ ai đợi ai ngóng trông hoài. Người yêu ơi, em thương à nhớ à mong tìm mãi ai.
treo. Hết chưa, hết chưa? Chưa, chưa còn dài lắm. Sau thì em cũng treo. Em cũng treo. Em cũng treo. Người yêu ơi, nắng y mưa. Nhảy đi cho bộ nhảy đi. Múa đi. Dạ rồi, xong rồi. Rồi, được rồi. Nhớ nha, lần sau nữa mà không nhớ những tác giả là tụi anh không có cho đứng gì đâu, tụi anh bắt nằm trong đó hát luôn á. Dạ em là anh toàn thắng. Cái gì ghê vậy? Hy vọng người cuối cùng chiếc vương miện sẽ thuộc về họ. Vỗ tay chào đón Thương Võ. Cô gái thì cầm ly rượu, còn chàng trai thì cầm cái chậu cá để uống. Chậu cá, chậu nuôi cá đúng không? Cái ly mà. Ly là còn to như vậy. Cái size nó lớn thôi. Ly cá. Ly cá, ly cá. Hãy đưa em về đi anh ơi, em say rồi. Hãy ôm em chặt đi anh ơi, em say rồi. Là lắm ai nhớ. Là lắm ai nhớ. Là lắm ai nhớ. Rồi quý vị thân mến, người cuối cùng là Thương Võ. Hy vọng đêm nay sẽ có một người được vương miện, đó chính là em. Em sẽ chọn bài hát gì? À, em sẽ chọn ca khúc Em Say Rồi. Em Say Rồi. Em Say Rồi. Bài này em đã từng song ca với ai chưa? Em chưa ạ. Chưa, hôm nay là lần đầu tiên. Và hy vọng sẽ nhận ra được giọng hát bên kia bức tường. Bây giờ là video clip cuối cùng, xin mời. Em tên gì? Em tên Yêu. Tối nay em rảnh không? Dạ rảnh. Vậy hẹn Yêu gặp nhau tối nay nha. Mình là gì của nhau? Em muốn mình là gì? Quá đơn giản. Một cặp nam nữ ngồi trong một quán rượu, uống rượu vang. Cô gái thì cầm ly rượu, còn chàng trai thì cầm cái chậu cá để uống. Chậu cá, chậu nuôi cá đúng không? Cái ly mà. Ly là còn to như vậy. Cái size nó lớn thôi. Cái chậu ly cá. Ly cá, ly cá. Xong rồi uống nhau thì thoại thì em cũng đã nghe rồi đó. Nói qua nói lại như vậy đó. Nhưng mà nhân vật chính là nam hay nữ? Nam. Hai người, người nam với người nữ luôn. Xong rồi tới cuối clip á là cái bất ngờ là cô gái nhìn qua thì chàng trai hết hồn, đặt dấu chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Mà không biết cái chuyện gì mà hết hồn như vậy. Quan trọng là cái thoại đó, em muốn mình là gì của nhau. Em nghe được thoại là chúng mình hẹn yêu nhé. Hẹn yêu nè, bài hát của em đúng không? Dạ. Mình là gì của nhau? Mình là gì của nhau? Bài của ai? Mình là gì của nhau? Em nghe nhiều hả? Em nghe nhiều là lắm rồi. Là bản thân của nhau. Chắc em không cần. Lô Hoàng. Lô Hoàng. Lô Hoàng. Clip ngắn thế thôi ạ? Có cái gì thêm không ạ? Em nghe hết rồi, clip có thoại mà. Em là dễ hai không? Người đấy yêu nhau ạ? Yêu nhau, đang kiểu tán tỉnh nhau thôi. Còn cái chàng trai này á là mặc áo cổ lọ bên trong, mặc vest ở ngoài. À, Thun Thun Thì. Thun Thun Thì này. Đúng rồi. Chắc là phải nghe hát, em lắng em nghe xem là giọng như nào. Nghe hát nha. Dạ. Xin mời nhân vật bí ẩn cuối cùng. Hãy đưa em về đi anh ơi, em say rồi. Hãy ôm em chặt đi anh ơi, em say rồi. Ôi! Vì sao
xanh mới muốn bên em thôi. Có lẽ là vì say mới nói còn yêu em. Người ta bảo say sẽ quên mà sao anh nhớ thế. Chưa? Tại sao quay lưng ạ? Dạ, vì chưa biết ai. Vì chưa biết ai? Đại biết ai chưa? Tại sao ngồi im lặng ạ? Em ngờ ngờ thôi ạ. Em thì thấy giống con hươu ạ. Hươu cao cổ á. Cái này là cái bộ đồ người ta thôi ạ. Em nghe sao cái giọng giống anh Tuấn Hưng quá là. Đúng rồi, em có nghe cái âm của người Bắc em hát. Em nghe giọng giống anh Tuấn Hưng nha. Kìa, lai 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 là đúng. Cho em lại gần được không ạ? Không ạ. Em có gì đâu. Ai biết ạ? Em anh sợ. Em nghĩ là chắc là một ca sĩ nào đó. Chắc là một ca sĩ nào đó. Phạt 5 triệu. Nói cái điều đúng rồi. Không biết đâu, ta diễn viên này ca sĩ đúng không? Vậy là chắc chắn là ca sĩ đúng không? Không biết ạ. Em cũng nghĩ là diễn viên á. Cũng có nhiều diễn viên hát hay lắm. Diễn viên á, tại vì thấy linh hoạt lắm. Hình như là bên đấy chưa tháo mặt nạ ra. Vẫn đang kín, kín lắm đúng không ạ? Vâng. Kín lắm. Kín lắm và khó lắm. Anh ơi. Anh đây. Chào em. Em chào anh nhân tố bí ẩn ạ. Chào em nhân tố biết mặt. Anh là ca sĩ hay là diễn viên ạ? Anh thì chỉ biết hát thôi. Còn nghề chính của anh là đi diễn. Ô thì nói thế này hóa ra là thú thật với em rồi còn gì. Anh ơi, gần đây anh có phát hành ca khúc nào không ạ? Anh là ca sĩ thì anh cũng chuẩn bị phát hành thôi. Chuẩn bị. Còn trước kia thì anh cũng ra một vài bài rồi. Trong một công ty đại lộ. Em muốn mọi em người... Em muốn luôn. Hãy nhìn mọi người và nhìn biểu cảm khán giả nha. Dạ. Mời mở mặt nạ. Ôi giời ơi. Wow. Em nhìn thấy anh chưa hả Thương? Em muốn thấy lắm nhưng mà em không thấy được anh ơi. Anh hỏi hơi thừa. Quen. Nghe chị. Người quen. Người quen. Quen thân với em luôn. Thân lắm. Rất thân. Là thân. Thân lắm. Rất quen. Kế bên nhà, ở chung nhà luôn. Nè mà cái này nha, mà song ca với nhau rồi mà còn quên nhau là nhiều khi là lại thua nữa. Đúng. Đôi khi vậy sao? Thương vợ bây giờ chỉ còn cách dựa vào sự phản ứng của khán giả và những lời chân thành ở trên đây. Mấy người chân thành ở trên đây tự tìm tiếp. Mọi người ơi, mọi người giúp em là mọi người có biết. Hãy tin chị. Tin chị ạ. Giúp em, mọi người mất 5 triệu nên không ai giúp đâu. Anh chạy tóc 73. Vẫn 73, hôm nay nhiều người 73 quá là 73. Tóc anh có màu. Có màu. Có màu à, nhuộm hả? Đâu về anh có nhuộm tóc. Bình thường là anh không để tóc 73 đâu. Mà anh để cục mái chanh lá dừa ở đằng trước. Đấy. Và đằng gáy thì nó hơi dài dài xíu. Hả? Là mái gì anh? Cái mái đằng sau đó. À để cái ông cái mái cái giống cái ụ rơm sao đó hả? Cái mái chanh đấy. Em thật ra bạn này á không có tóc. Dạ. Em nghĩ đến một người không có tóc là anh Phan Đình Tùng thôi chứ em chẳng nghĩ ai bây giờ nghệ sĩ không có tóc. Cao giống vậy luôn. Cao luôn ạ. À? Cao luôn. Bự giống kiểu anh Phan Đình Tùng. Nhưng mà em nghĩ là người này chắc cũng là diễn viên tại em thấy nói chuyện. Không, bây giờ dở mặt ra chị chắc chắn là ca sĩ. Em tin chị được không ạ? Dạ, ca sĩ ạ. Ca sĩ đúng không Duy? Dạ. Em ít nói nhất, bây giờ em nói chắc chị tin đó. Đây là anh nói là một người quen của em. Quen ạ. Rất quen. Chả biết ta quen nhau. Em có thấy là Hương có hát bài của ảnh rồi. Doman có cover lại. Đúng rồi, bạn ấy cover cũng một hai bài của mình. Ê tụi em quen. Em quen. Chắc. Đó. Anh đừng lừa em nha. Em thân người ta như thân với anh vậy đó. Những người đẹp trai người ta hay nói thật lắm. Em cứ tin đi. Có một cái tên nào chưa ạ? Bây giờ em khoanh vùng đi. Ca sĩ nào mà lại cover bài gần đây nhất của em? Anh Minh Vương cũng cover bài của em. Ngày hôm nay khả năng là sẽ chiếc vương miện này không thuộc về ai cả. Đúng. Đó đi ạ, à, một cái tên nào đó, đó đi ạ. À. Ca sĩ nhá. Ca sĩ. Ca sĩ ạ. 4 3 Mình là gì của nhau, em muốn mình là gì? 2 1 Người dưng, ảnh tên dưng á. Đây là ai ạ? À? Chắc là mình chỉ đoán ra một cái tên mà đã cover bài em mà em biết. Đó là anh Vương. Minh Vương. Minh Vương.
Được, chắc là chương trình làm thậm méo. Thậm chí em ấy còn cover bài của Hưng cơ. Ừ, vâng, em cover mấy bài liền đó. Nhưng thông cảm mà anh bản chất là thật thà, nhưng mà chương trình muốn người anh phải lừa lừa em tí nên anh phải lừa em. Nói chung là Thương Võ không nhận ra Thanh Hưng. Em xin lỗi anh. Xin lỗi chưa đủ nữa. Phạt đi ạ. Phạt đi. Phạt. Phạt đi ạ. Ngày hôm nay là ngày toàn tập phạt ạ. Đây, sao nó dài dữ, nó to dữ vậy ta? Nhắm mắt quay tại chỗ 10 vòng, sau đó dùng đũa lựa 5 hạt đậu đen. Lưu ý, mỗi lần gấp không trúng, phải nhắm mắt quay lại tại chỗ 10 vòng. Quay vật bóng vụ 10 vòng, xong gấp 5 hạt đậu đen. Trời đất ơi, cái gì mà khó vậy? Đó, làm được, làm lợi từ đầu. Xin phép quý vị một chút, Hưng sẽ có một cái yêu cầu và nho nhỏ như thế này. Thương thì hôm nay các bạn đều nhìn thấy đó là mặc một cái chiếc váy rất là đẹp, và các bạn cũng hình dung ra là cái hình phạt này sau khi thực hiện 10 vòng thì nó ở trạng thái như thế nào và nó sẽ ngã lăn đổ chỏng như thế nào, đúng không ạ? Thì Hưng cũng khá là thương người em này, và tại vì bạn cũng cover rất là nhiều bài của mình, yêu thích bài của mình, Hưng sẽ chịu cho bạn ấy 5 vòng quay, và bạn Thương chỉ còn quay 5 vòng thôi, được không ạ? Nếu mà được thì vỗ tay nhá. Thưa quý vị, đó là cái tấm lòng của Thanh Hưng. Và chương trình không đồng ý ạ. Không đồng ý ạ. Dạ, chương trình có cái luật của chương trình nè. Mình không thể đến đây chương trình mình tự tạo ra luật được ạ. Tại vì quay 5 vòng thì đâu có chóng mặt. Đúng. Quay 10 vòng mới chóng mặt. Đây ạ. 1. Chưa. 2. Đây đi ạ, không sao ạ. Mẹ ngã em nâng rồi. Rồi gấp đi ạ. Buông tay ra gấp đi ạ. Ủa, sao mà chóng mặt. Gấp đi ạ. Ủa vậy bịt mắt làm gì ạ? Bịt mắt gấp em bé tự tháo luôn ạ. Dạ. 2 3 4
quý vị ngày hôm nay là không ai nhận được cái vương miện của chương trình. Ngay bây giờ là phần cuối cùng, phần giải thưởng. Xin mời. Là Lâm A Nha. Là Lâm A Nha. Là Lâm A Nha. Đây là phần cuối cùng, thưa quý vị, phần giải thưởng. Chúng tôi ngày hôm nay không có ai đoạt được vương miện nên cái phần đó chúng ta không nói tới nữa. Đây có 3 phong bì, sẽ chọn ngẫu nhiên. Mỗi phong bì sẽ có 20 triệu, một cái 20 triệu, một cái 1 triệu và một cái là giải thưởng hay là hình phạt gì đó, chúng tôi chưa biết. Sẽ ngẫu nhiên chọn. Xin mời. Thứ tự luôn đi anh hả? Không, may rủi đi. May rủi đi. Rồi. Đấy, may rủi. Chúng ta nên nhớ, thích ai thì chọn người đó. Không có nghĩa là mình hát với ai mình phải chọn người đó, hoặc là mỗi người chọn người cho nó đẹp đôi trai gái của mình, không cần. Ba người chọn một người cũng được, không vấn đề gì cả. Thích thì chọn thôi. Mời xem. Trời. Rồi, sẽ có bao nhiêu người chọn chúng tôi không quan tâm, nhưng tất cả sẽ được chia đều. Ví dụ ba người chọn một người thì cái vật ở trong này chia làm 4, hai người chọn một người thì vật chia làm 3, một người chọn một người thì vật nó chia làm 2, tại vì nhân vật bí ẩn cũng có được phần thưởng trong cái đó. Rồi, tất cả đã biết mình đang có gì trong đó rồi. Xin mời phát biểu trước nào. Dạ, em thì nãy giờ em toàn nói thật không à. Sống em luôn thật thà, mẹ em đã dạy điều đó từ nhỏ tới lớn. Mẹ nào? Mẹ của em ở nhà. Mẹ ruột? Dạ, mẹ ruột em. Chỉ nói vậy thôi mà không nói gì thêm. À dạ. Đó thì em là con người thật thà, giống như nãy Thương nãy nghĩ là người thân rất quen của Thương đúng không, mà hay cover nữa không chịu tin. Đó cho nên là đây, trong này là hơi bị căng đó. Đó, mọi người tin hay không thôi. Tú, em thấy nó số là em đếm không hết luôn. Trời, đếm hết rồi. Đếm không hết nổi cái số trong này. Vậy hả? Thế sao nó dài quá vậy ta? Hết rồi hả anh? Vậy thôi á. Chắc là 20 triệu. Chắc 20 triệu. Hơn ạ. Vừa rồi thì em có quên mất cái lời anh Giang dặn là đừng để biểu lộ cảm xúc. Thế là khi sau khi mở phong bì ra em đã tích tắc đã để lộ cái cảm xúc đây ra rồi. Không biết là ba người chơi có chơi có biết hay không, nhưng mà mọi người hãy tin cái sự thật thà biểu hiện trên khuôn mặt của em ạ. Mặt anh thật ghê luôn. Rồi, mặt giang. Rồi đi ạ. Trong này không có phần thưởng mà các bạn mong muốn đâu. Mắt đâu có lau liền đâu ha. Hoàng Duyên chọn trước đi ạ. Dạ. Để cho em chọn anh Vương Anh Tú ạ. Vương Anh Tú vì sao? Dạ hồi nãy em có không có chọn ra ảnh cho nên là giờ em chọn. Người ta chọn xã giao, người ta chọn ủa xã giao. Thấy chưa, em thấy chưa, chọn bù lại hồi nãy thôi. Thứ ấy này không phải là do tin tưởng, không phải do tin tưởng, không phải gì cả, chỉ là chọn. Không phải thôi, chọn ông mà tại nãy tôi không chọn, tôi chọn rồi. Trời ơi trời, thiệt luôn, chán ông kìa, tôi chọn cho ông vui nè ông ơi. Nhận vậy đó, cái vòng này á quan trọng là chọn đúng cái người giữ số tiền thôi, chứ đừng có phải là thay này ai tội lỗi với người ta xong chọn người ta. Em suy nghĩ kỹ nha. Làm như vậy là càng chà đạp lên sự tổn thương của họ. Em vẫn chọn anh. Vẫn chọn Vương Anh Tú. Thư Võ hãy chọn đi ạ. Dạ em sẽ chọn. Em thì không phải là vì anh hát cùng em mà em chọn, mà em nghĩ là anh cầm tiền. Em nghĩ anh cầm 20 triệu. Vì sao nghĩ như vậy? Em cảm giác mặt anh láo liên thế mặt mà. Anh hơi hồi hộp. Tại cầm tiền to hơi hồi hộp. Em chọn anh. Buka. Dạ. Chỉ còn một người đàn ông không ai chọn. Em sẽ lấy Em lấy ai? Lấy Em lấy ai? Cái người đàn ông không ai lấy á. Không. Em đang nói chuyện. Em lấy Kiệt Thiên Kiệt. Cái người đàn ông không ai lấy đó. Rồi. Đi kiếm người khác lấy đi. Còn em lấy anh Vương Tú. Rồi. Có vẻ mặt ảnh rất là cố gắng điềm tĩnh để trong khi mà mở ra, em quan sát thì cái thái độ của ảnh là giữ trong tay 20 triệu và đây, cố gắng. Phần thưởng này thuộc về một mình Đinh Tuấn Kiệt. Để đây và không nói gì. Dạ. Phần thưởng này được chọn bởi Buka và Hoàng Duyên, tức là sẽ chia làm 3. Ổn không ạ? Trời ơi. Chưa có gì hết anh. Ủa chưa có gì hết em. Anh về. Chịu ba luôn. Chịu chứ ba người. Mỗi người 300 mấy chục nghìn. 300 mấy chục nghìn đồng có lẽ.
20 triệu. Tay phải 20 triệu. Tay trái. Ủa, thế nào cũng 20 triệu hết hả? Wow. Biết đâu được. Hồi hộp quá. Tay trái, tay phải. Ồ, đổi rồi, đổi rồi, đổi rồi. Biết ai đâu, có ai. Ủa, gì kì vậy? Thứ bỏ. Dạ. Đừng nghĩ bên trái bên phải, chọn cái nào. Bây giờ là chọn cái nào không liên quan gì đến vần vừa nãy chọn. Đúng vậy. Này. Phần thưởng của thứ bỏ là dạ biết, mà không liên quan. Không liên quan. Sao em đang chém mất gì vậy? Mà đâu liên quan gì. Đúng rồi, liên quan gì đâu. Cái này là mới chọn cho vui thôi. Sao vui thôi. Quan trọng mình cháy biết hồi nãy là ai cầm nè. Chín chứ anh, chín chứ anh. Mít tôi nu. Mít tôi nữ. Đúng vậy. Lâu lắm mới gặp nó. Thắng à. Như vậy là Thư Võ mang về 10 triệu đồng và Thư Thư mang về 10 triệu đồng. Trời ơi, đó chưa bao giờ. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là một trong những chương trình luôn nghĩ về cảm xúc của những người chơi. Tại sao em có hai trái mít trả lời? Tại vì em thích ăn mít. Sai, em một trái, bông cà một trái. Có gì vậy ạ? Ủa kì ạ? Ngày hôm nay là Buka, Hoàng Duyên và Vương Tú mỗi người mang về 330.000 có lẽ. 30.303.000. Thì đó, có lẽ thôi là được rồi. Chi Tuấn Kiệt được một trái mít, còn trái còn lại là tặng cho người nào em đem về cho mẹ. Đem về cho mẹ. Dạ. Mẹ nào ạ? Mẹ ruột của em ở nhà. Cảm ơn. Như vậy là Thanh Hưng và Thương Võ mỗi người mang về 10 triệu đồng. Em đây cảm ơn tất cả mọi người đến đây chơi. Cảm ơn tất cả mọi người với những tiếng hát, những màn song ca vô cùng là làm khán giả nhớ nhung, đặc biệt là Buka, một giọng hát đi vào lòng người phá tan huyền thoại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ là người xung phong hát đầu tiên ạ. Thôi em đi xuống ạ. Dạ em ạ, hát cuối ạ. Anh Giang là người tốt bụng nhất thế gian này. À em hãy tin anh ý, chỉ có chị không tin thôi. Dạ. Dạ. Mình biết chuyện đó là mình buồn thì tại sao mình phải buồn? Bởi vì trước sau gì nó cũng sẽ làm mình buồn. Dạ. Nên mình hãy cứ buồn. Bài hát được chọn là gì vậy? Không còn gì để mất. Mình có lời gì nói trước khi mình hát không? Hãy tha thứ cho em ạ. Trước giờ có những lầm lỗi gì trong quá khứ anh cứ tha thứ cho em. Ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn, dù hoang phong xưa anh vui tình duyên. Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, nếu anh còn yêu em. Cứ sao lại vui